Rồi, chào mọi người nha, cảm ơn mọi người đã kích vào xem cái video qua bãi cút của mình nha. Trên đây địa hình cũng đẹp nè mọi người, mình lùm thử một kế cho vui. Rồi đẹp thân tự do đánh thử. Bãi hiền thuận á mọi người, cái này địa hình rộng quá, mình không thể mà đẹp cái mấy cái thàng được mọi người. Cái bãi hiền thuận này cũng phê cả lên mọi người nha. Đẹp là đây là vô là đó liền đó mọi người. Mọi người nghe cúc âm mọi người ơi. Nghe cúc âm rồi. Đây mọi người, nếu mà anh vô đó là sẽ bật cái cần nó lên nha mọi người nghe. Rồi ok hay mọi người ơi, quất này rồi, chờ đợi nha mọi người.
trời bị lao đó mọi người ơi. Hơi bị lao đó mọi người ơi. Ôi trời, mình ăn thì mình chạy. Lẽ mình vô đó ấy. Mình vô đó mình thấy nó thục loa thục vô miết. Mình tưởng hoang đó mình đổi chân thật đây chứ. Vẫn ok nha mọi người, cái bãi hiền thuộc của mình là dính liền nha mọi người nha. Rất là ok luôn á. Chào mọi người đi em Cúc. Dính luôn cái chân đai tay này mọi người nè. Rồi mình gãy ra rồi mọi người. Ok không? Ok. Quá ok nha mọi người. Cho mọi người thấy. Rõ ròng luôn, còn có quá ok. Thôi, bữa nay mình bãi cho vui thôi mọi người. Nên là mình thỏa hắn đi. Rồi. Đấy nghe không? Rồi, chào tạm biệt mọi người nha.